Ông Sởi ơi, hôm nay trở lại trường xưa nhá. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mà. Bạn Khánh Ska nhá. Này, ông Sởi. Ai Sởi ơi, chào nhá. Là ôi giời, bạn mình nhìn cái như mình Mỹ à, que à. Bạn Khái nhìn cứ như giai 18 ấy nhỉ? Mới qua 19. Mười mấy năm mới trở lại trường các bạn ạ. Đi lên đây, đi các bạn ạ. Ngày xưa là mình tập võ ở đây nhá các bạn nhá. Đi đâu đấy? Đi đáy à? Ai số 6 mà quay vẫn nét quá bạn ạ. Lẹt mà. Ồ, công nhận. Cái này cam trước nhưng cam sau của nó còn ảo nữa. Cam sau đẹp lắm. 6 thường. Mà lẹt nhỉ? Ồ, vẫn nét căng đây, cam trước. Cam trước, cam sau kinh. Cam sau chán luôn luôn. Cam sau đẹp lắm. Của bạn nét rồi. Căng nét rồi. Đây là lớp mình ngày xưa nha. Úi giời, 12 A5 ngày xưa học rốt chỉ học được 12 A5 thôi. Vẫn đi khóa ngày xưa cả. Lẹp phết. Cho bạn Kiên vào 6 tí nhỉ. Ôi giời ơi. Giám đốc bàn. Ở đây, chúng ta vào 2 năm ngày học rốt. Đang sang trên trường đấy, kia cái lớp người ta lên lên thôi. Giờ đứng trước cửa lớp 35 mình vẫn nhớ lại câu nói thầy chuế, cho đi phải chết. Nhưng bây giờ các em nó phòng lớn nhỉ? Tao đi phải chết. Thấy 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 Trung học phổ thông Tam Dương á, ngôi trường đẹp nhất của miền Bắc. Thôi để mình tí nữa mình quay tiếp cho các bạn xem nhá.